Đây chính là những cái nút mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái game này các bạn nhé. Các bạn hãy chú ý đặc biệt tới bốn nút trên cùng này, đó là nút Space, Control, sang trái và sang phải. Đây là bốn nút các bạn sẽ chủ yếu sử dụng để chơi cái tựa game này, để chạy xe chứ nào. Còn những cái nút khác thì các bạn có thể chú ý tới xem chức năng của nó là gì rồi sử dụng trong game. Nhưng mà các bạn chỉ cần đặc biệt chú ý tới cái bốn cái nút mà mình vừa nói thôi, nhớ nhá: Space, Control, trái, phải. Sau đó thì mình sẽ back ra ngoài. Tiếp theo mình sẽ vào cái phần đó là Graphic Setting, Graphic Option, Video Mode này. Ở đây, cái phần quan trọng nhất đó chính là phần Resolution. Cái phần này thì các bạn phải điều chỉnh sao cho nó phù hợp nhất với cả cái máy tính của các bạn nhá. Bởi vì khi các bạn cài đặt cái game này ấy, thì nó sẽ mặc định nó đẩy cái phần Resolution lên là 1650x1080 thì phải. Cho nên là các bạn phải hiệu chỉnh sao cho nó phù hợp với màn hình của các bạn, không thì các bạn chỉ xem được một góc của cái game này thôi, được chưa nào. Đó là phần Video Mode thì các bạn chỉ cần chú ý tới nó thôi, còn những cái khác thì các bạn cần để mặc định. Tiếp theo là đến cái phần Advanced Setup. Ở đây thì mình khuyên là các bạn cứ để phần Detail Preset này, các bạn cứ để là Custom cho mình nhá. Nó sẽ tự động hiệu chỉnh sao cho phù hợp nhất với cả cái máy tính của các bạn. Còn nếu mà các bạn máy của các bạn mạnh rồi ấy, thì các bạn hãy cứ 2 Ultra 2 lên như mình như này là ok ngay, được chưa nào. Để có thể trải nghiệm tốt nhất cái phần hình ảnh của game này. Đó là về phần option thôi, thì các bạn chỉ cần chú ý như vậy thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ vào thử game cho các bạn coi nhá. Mình sẽ vào phần đó là Championship. Rồi Championship có mấy cái giải đấu này, các bạn có thể vào mấy cái giải đấu này để chơi chạy thử. Còn rất nhiều các giải đấu khác nữa mà các bạn phải chơi lâu thì nó mới mở khóa cho các bạn. Chơi đẳng cấp nào đó thì các bạn mới được chơi ở những cái map này. Bây giờ thì mình sẽ chơi bừa một cái map nào đó thôi, cái map đầu tiên luôn đi, cái map có lẽ là dễ nhất luôn. Tiếp tục nào. Trường đua F1. Đây là tựa game được làm phỏng theo cái giải đấu đua xe F1 nổi tiếng trên thế giới thì có lẽ các bạn cũng đã biết đúng không nào. Giải đua xe công thức 1, giải đua xe có tốc độ cao nhất thế giới, kinh khủng luôn. So before the off, let... Đây rồi, mình sẽ vào game luôn, mình sẽ bỏ qua những cái phần trailer vớ vẩn. Đây rồi, mình sẽ giữ phím Space để có thể đó là nhấn ga này. Ơ kìa, S, phím S nha các bạn. Còn phím S là nó sẽ tự động chạy. Bây giờ phải giữ phím Space thì cái xe nó mới chạy. Nếu chúng ta thả phím Space ra nó sẽ không chạy nữa này. Nó sẽ giảm ga xuống các bạn thấy không. Còn nếu các bạn muốn đi lùi ấy, các bạn ấn Control, nó sẽ đi lùi cho các bạn, thế nào. Mất đường đường rồi. Đây là tiếp tục tiến tới nào. Những cái đoạn cua này thì mình khuyên các bạn lên nhấp nhả Space như mình như này. Thì nếu các bạn giữ Space thì kiểu gì các bạn cũng lao ra lề đường hết. Mình đã mất khá nhiều thời gian mới nhận ra cái điều đó. Đấy đó, nếu mà các bạn giữ Space là các bạn sẽ bị lao ra lề đường như thế này này, cực kỳ khó chịu luôn. Về bánh rồi. Thôi rồi, đó là một chút về gameplay thôi. Dù gì thì cái hình ảnh của game này thì các bạn đã coi qua được rất là nhiều ở trên cái đó là gì nhỉ, cái trailer lúc nãy mà mình đưa cho các bạn rồi. Thế là bây giờ có lẽ mình sẽ dừng cái video ở đây. Lời cuối của mình đó là chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.